Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con đến trước lời đời đời của Ngài, lời có quyền năng thay đổi, lời có sức mạnh đem con sự bình an, đem con sức sống, thay đổi, chữa lành và đem đến điều tuyệt vời trên đời sống của con. Giờ buổi sáng nay, con cầu xin Cha sức dầu trên lời của Ngài cho cá nhân con là tôi tớ của Chúa, cũng như cả nhân sự của Chúa và những người có mặt tại đây, người đọc online nghe lời của Ngài. Chúa ban phước cho từng người chúng con. Con cảm ơn Ngài, con dâng chúng con được tại Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin được phát thắng to. Nào, khái tượng của Hội Thánh thì chúng ta đã là lớn mạnh bằng một chữ thịnh vượng và ảnh hưởng. Đó là mục tiêu mà thánh chúng ta muốn đạt được. Đó là tôn chỉ chúng ta muốn có. Và chúng ta nói điều này ở trong Sáng Ký đoạn 12, câu 1, câu 2, câu 3. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa kêu Abraham rời khỏi quê hương của mình đi đến nơi mà Ngài chỉ cho, và Ngài hứa, Ngài chúc phước cho. Như vậy, đời sống của chúng ta muốn được lớn mạnh, chúng ta muốn được thịnh vượng, chúng ta muốn được ảnh hưởng, thì chúng ta phải rời bỏ những gì mà Chúa kêu chúng ta rời bỏ, và đồng thời đi tới những nơi, tới những nơi mà Chúa dành cho chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng. Nhiều khi đời sống của chúng ta không có rời bỏ, cho nên chúng ta không đi tới được. Có những cái điều mà bám víu cuộc đời chúng ta và nó khiến chúng ta không đi tới phía trước được. Cho nên năm nay là năm mà chúng ta bước đi trong sự siêu nhiên, chúng ta bước đi trong những cái điều là chúng ta bỏ cái cũ để đạt được những điều mới. Amen. Nếu chúng ta không bỏ cái cũ, chúng ta sẽ không được đạt được điều mới. Và nếu chúng ta có câu nói thế này, nếu mà chúng ta cùng làm công việc chúng ta đã làm ngày hôm qua thì chúng ta sẽ có cùng một kết quả ngày mai. Nếu hôm nay chúng ta làm đi trang giống như ngày hôm qua thì ngày mai đi trang giống như không được thay đổi. Cho nên hôm nay là năm mà tôi thích lại chúng ta cần có những sự thay đổi. Thay đổi trong sự suy nghĩ, thay đổi trong cách sống của mình, trong lời nói và trong những cái hoạt động của chúng ta nào. Và để muốn có hội thánh mà lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng, thì cá nhân chúng ta phải là người lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng, chúng ta mới làm được. Còn nếu chỉ một sư không dở mai làm được hết, hay một vài ngày nào đó thì chúng ta làm được hết. Cho nên tất cả chúng ta cùng đồng lòng với nhau để được lớn mạnh và ảnh hưởng. Nào, muốn lớn mạnh ảnh hưởng thì chúng ta cần phải dấy lên những người lãnh đạo, những người nhân sự lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Quý vị phải là người có phước, quý vị nói người ta mới tin, đúng không ạ? Quý vị và người phải sống với những gì quý vị nói thì người ta nói ta mới nghe. Và nếu mà mình không sống, mình không nói, không ai nghe hết. Chúng ta, nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta không có làm gương thì chúng ta dạy con mình không nghe. Đó là cái nguyên tắc rất là thông thường. Do đó, hôm nay tôi muốn gửi đến chúng ta cái sứ trong loạt bài sứ điệp mà Chúa muốn tôi chia sẻ, đặc biệt về cho hội thánh của chúng ta, đó là người lãnh đạo theo ý Chúa. Người lãnh đạo theo ý Chúa. Chúng ta muốn trở thành người lãnh đạo thì chúng ta không phải là lãnh đạo nào cũng là lãnh đạo. Bởi vì có những người lãnh đạo giống như là Hitler, có những người lãnh đạo luôn luôn lúc nào cũng tìm cách thống trị, cũng rất bốc lột khác. Nhưng mà chúng ta muốn có người lãnh đạo theo ý của Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là Ngài lội vua Saul và đặt David lên ngôi, là Ngài người được chứng nhận đã tìm thấy David con Jesse, người mà ta hài lòng, người sẽ thực hiện tất cả ý định của ta. Như vậy người lãnh đạo ở đây là gì? Là người mà Chúa chọn họ và người muốn Chúa hài lòng, muốn Chúa đẹp lòng. Và người đó là cái người làm theo tất cả ý định của Chúa mà không làm theo ý định con người. Điều này rất là quan trọng bởi vì con người chúng ta thích làm theo ý người khác. Và là một sư tôi dễ thường bị cám dỗ bởi là làm theo con những người này, nếu không làm thì người kia buồn, không làm người đó cũng buồn. Cho nên tất cả những điều này Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết là chúng ta làm theo ý của Chúa. Cho nên quý vị là những người mà muốn trở thành lãnh đạo, quý vị là cần phải làm theo ý của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là em bé cần mới tin Chúa, em bé cần bú sữa và trở nên giống như con trẻ. Và Chúa cũng muốn chúng ta trưởng thành và đến lúc chúng ta làm thầy và phải dạy lên người khác. Điều này có nghĩa là chúng ta được Chúa kêu gọi để phục vụ người khác, chăm sóc người khác. Và khi chúng ta được phục vụ, chăm sóc người khác, đương nhiên chúng ta là người lãnh đạo. Đúng không ạ? Bởi chúng ta hướng dẫn một người nào đó, chúng ta là người lãnh đạo.
Do đó chúng ta cần phải quyết định cho đời sống chúng ta trở thành người lãnh đạo tốt hay lãnh đạo tốt. Chúng ta quyết định như này. Quý vị hãy quyết định trong gia đình của mình là mình là người cha tốt, người mẹ tốt. À, quý vị quyết định cho hội thánh mình là người tổ trưởng, tổ tư bảo tốt. Quý vị muốn hướng dẫn mình là người hướng dẫn tập tụ, hướng dẫn mình phải là cái người lãnh đạo tốt. Nếu chúng ta không có cái điều này, chúng ta sẽ trở thành một người mà làm công việc mà thường thường sọt sọt, mà không có gì gọi là xuất sắc cả. Và tôi ước mong rằng trong sứ điệp này chúng ta sẽ nhìn thấy được qua lời của Chúa. À, chúng ta sẽ, khi chúng ta có điều này, chúng ta sẽ trở thành những người lãnh đạo tốt và như là xuất sắc. Có nhiều người lãnh đạo bình thường, nhưng mà có những người lãnh đạo xuất sắc. Và không ai mà sinh ra là trở thành người lãnh đạo có khiếu lãnh đạo, nhưng mà trở thành người lãnh đạo xuất sắc, chúng ta cần phải học. Nếu chúng ta muốn trở thành người cha tốt, chúng ta muốn trở thành người chồng tốt, chúng ta muốn người lãnh đạo tốt, chúng ta phải học. Một, chúng ta tự học. Hai, chúng ta đến trường học. Và chúng ta học nơi những người có kinh nghiệm. Và đây là điều rất là quan trọng mà tôi muốn nêu với chúng ta. Nếu chúng ta là người, dẫu chúng ta có ơn đặt tay chữa bệnh cho người khác, chúng ta cầu nguyện và Chúa trả lời, nhưng mà chúng ta thiếu cái phần lãnh đạo, chúng ta sẽ bị giới hạn. Chúng ta sẽ bị giới hạn. À, bởi vì chúng ta chỉ coi được một số người nào thôi, chúng ta không coi được nhiều số người, nhiều người. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa qua ông Giê-trô nói với Mô-xê rằng ông có thể sắp xếp cho từng người, một người lãnh đạo 10 người, 100 người, 1.000 người. À, có nghĩa là chúng ta có nhiều lãnh đạo có cấp bậc khác nhau bởi khả năng lãnh đạo của người đó. Và Phao-lô nói với Ti-mô-thê thế này: con hãy truyền dạy những điều này cho anh chị em, làm như vậy con mới là đầy tớ trung tín, hay có nghĩa là tốt và giỏi của Chúa, chứng tỏ là con được nuôi dưỡng bằng lời Kinh Thánh của đức tin và đạo chân lý con noi theo. Cho nên tôi muốn hôm nay tôi có đưa chúng ta 7 lý do khiến cho nhiều người trốn tránh không chịu làm lãnh đạo. 7 lý do quay qua người của mình có 7 lý do không thành lãnh đạo. 7 lý do. Ok, lý do thứ nhất mà tôi muốn nói chúng ta là nhiều người không biết mình là lãnh đạo, cho nên để ai lãnh mình làm gì sai, mình làm gì thì mình làm đó, và không biết mình là người lãnh đạo. Và tôi muốn nói chúng ta là bất cứ ai chúng ta sinh ra đều có thể trở thành một người lãnh đạo, bởi vì chúng ta có một tiềm năng để trở nên người lãnh đạo. Chúng ta có thể lãnh đạo trong gia đình, người chồng lãnh đạo người vợ, cha mẹ lãnh đạo con cái, người anh có thể lãnh đạo cho đứa em của mình. Bất cứ ai chúng ta đều có cái tiềm năng, khả năng để lãnh đạo cả. Chúng ta được lớn lên trên môi trường có thể lãnh đạo. Có những người lãnh đạo bởi từ nhỏ có tiềm năng, có khiếu, và họ bắt đầu bước vào lãnh đạo, và dần dần qua sự lãnh đạo đó họ trở nên tài giỏi hơn. Nhưng mà con người đó thì không hề biết, cho nên không biết làm gì hết luôn. Cứ là ai sai đâu thì làm đó, cứ đánh đầu đánh đó. Cho nên có những người mà chúng ta cần biết rằng là qua cái sự học hỏi, qua cái sự kiên trì, qua sự chịu đựng, qua những môi trường họ luyện tập và học hỏi và nhìn nơi gương người khác, họ thành người lãnh đạo tốt, xuất sắc. Cho nên bất cứ người nào chúng ta được sinh ra đều có khả năng lãnh đạo. Nhưng mà để trở thành người lãnh đạo tốt phải trả giá. Muốn trở thành người lãnh đạo tốt chúng ta phải trả giá. Chúng ta muốn thành một người cha mẹ tốt cho mình, chúng ta phải trả giá. Những lúc con cái mình nó đòi hỏi chúng ta không chịu, phải trả giá. Bởi vậy nó không chịu chạy nữa. Có nghĩa là muốn trở thành người lãnh đạo tốt chúng ta phải trả giá. Chúng ta sẽ làm buồn một số người. Nhưng mà để được thành công chúng ta phải trả giá. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nơi nào mà không có người lãnh đạo tốt thì nó đã lộn xộn. Hãy nhìn xem một gia đình mà không có người lãnh đạo trong đó lộn xộn như thế nào. Hãy nhìn xem gia đình một cộng đồng mà không có lãnh đạo tốt thì chuyện gì xảy ra. Hãy nhìn xem một quốc gia không có người lãnh đạo tốt thì chuyện gì xảy ra. Tất cả nó hỗn độn, lộn xộn, đau khổ, xung đột. Hãy nhìn xem những nơi nào có người lãnh đạo mà họ không bước ra lãnh đạo. Ví dụ như người chồng mà không chịu lãnh đạo gia đình mình thì người vợ sẽ bước ra. Hoặc là nếu hai chồng không ai làm hết trơn thì đứa con bước ra lãnh đạo, kêu ba má làm gì ba má làm. Cho nên chúng ta nhìn thấy đây là cái đề tài rất là quan trọng. John Maxwell là người lãnh đạo nổi tiếng, ông viết rất nhiều sách. Ông nói là thành công hay thất bại đều do người lãnh đạo. Fall or rise depends on the leader. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng
cái sự lãnh đạo rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ có những quyết định rất là quan trọng và những quyết định đó ảnh hưởng đến người khác. Cái thứ nhất là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có cái tiềm năng hay có khả năng lãnh đạo bởi vì ta được dựng nên giống như hình ảnh của Chúa và giống Chúa. Và Chúa khi mà Chúa dựng nên Adam, Chúa ban phước cho loài người và Chúa phán là sinh sản gia tăng đầy dưới đất và thống trị đó. Chúa kêu chúng ta thống trị cho phải chỉ lãnh đạo không mà cải thiện tất cả, kiểm soát tất cả, thống trị đất, hãy quản trị loài cá biển chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất. Chúa muốn chúng ta trở thành một người lãnh đạo và không chỉ lãnh đạo, thống trị hay cai trị, khiến tất cả mọi sự đều phải nằm trong cái tốt đẹp, quay qua người bên anh chị là cái người lãnh đạo. Nhưng mà chúng ta biết chuyện này hay không đó, chúng ta có lãnh đạo hay không do sự trị giá, trả giá của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những người đầu sẽ trở nên cuối và những người cuối sẽ trở nên đầu. Tại sao người đầu mà trở nên cuối và người cuối trở nên đầu? Trả giá. Chúng ta muốn lãnh đạo tốt, chúng ta cần phải trả giá. Và bà Chúa sư cũng nói rằng nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Cho nên là trả giá để trở thành người lãnh đạo, đây là một điều rất là quan trọng. Và Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết rằng là lãnh đạo là chúng ta lãnh đạo của Chúa, không phải chúng ta làm cái gì, nhưng mà trước nhất chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa. Và khi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa, chúng ta đầu phục Chúa, tự nhiên chúng ta trở thành người lãnh đạo. Chúa sẽ khiến chúng ta trở thành người lãnh đạo, số muộn thành người lãnh đạo. Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta không phải dùng sức của mình để lãnh đạo, nhưng mà bởi vì Chúa ở cùng chúng ta, Chúa sức giàu chúng ta và Ngài khiến cho chúng ta trở nên lãnh đạo. Ví dụ trong hội thánh thường xuyên tôi hay dùng cái chữ là Chúa khiến chúng ta trở nên. Chúa nói chúng ta biết là hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên. Cho nên là chúng ta đi theo Chúa, chúng ta tự động, chúng ta học theo Chúa, chúng ta tự động trở thành người lãnh đạo và không cần phải tốn công sức nhiều. Chỉ cần theo Chúa thôi. Các môn đệ của Chúa sư cần theo Chúa thôi, họ trở thành người lãnh đạo vĩ đại. Cho nên điều thứ nhất là có nhiều người họ không biết mình là người lãnh đạo. Thứ hai, lý do thứ hai, nhiều người nghĩ rằng họ không có khả năng lãnh đạo. Thứ nhất không biết, thứ hai thấy mình không khả năng. Bởi vì có những lý do nào đó mà họ không nghĩ là mình không có khả năng, và họ cho rằng tôi không đủ tiêu chuẩn, tôi thiếu bằng cấp về mặt đạo đức, đời sống tôi trước đây bê bối, tôi đã làm điều này điều kia, tôi đang có những tật xấu trong đời sống của tôi và tôi không thể nào làm lãnh đạo, tôi không có tố chất để làm lãnh đạo, tôi chỉ ai kêu tôi đi đâu tôi làm đó thôi. Tôi muốn báo cho chúng ta một tin lành. Chúng ta là người tin lành luôn luôn nghe tin lành đúng không ạ? Chúng ta là người tin lành luôn nghe tin tốt tốt lành, và tin của chúng ta tin mừng, không có tin xấu. Tôi xin thưa với chúng ta rằng tin lành của Chúa dành cho chúng ta là lãnh đạo. Bất cứ ai chúng ta đều có thể trở thành người lãnh đạo nếu chúng ta sẵn lòng. Nếu chúng ta sẵn lòng đầu phục Chúa, chúng ta sẵn lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa, sẵn lòng muốn đẹp lòng Chúa, thì Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên lãnh đạo. Thí dụ, chúng ta nên nhớ là Chúa không tìm người hoàn hảo để mà Chúa dùng ấy. Chúa không tìm người hoàn hảo. Thí dụ Chúa chọn ông Führer và các môn đệ của Chúa làm môn đồ đi theo Ngài. Führer người nóng tánh và nông nổi. Khi mà Chúa Giêsu bị bắt thì ông chối Chúa 3 lần. Lần thứ 3 ông không phải chỉ chối Chúa không mà ông thề là không biết Chúa luôn. Chúng ta nghĩ nếu vậy là Chúa Giêsu bị chọn ông này thành lãnh đạo phản bội tôi mà đồ lãnh đạo gì, đúng không? Thầy trước mặt bao nhiêu người khác mà tôi không biết tôi chọn mình lãnh đạo rồi ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu họ nói với nhau rằng ai sẽ là người đứng bên phải bên trái của Chúa, họ muốn làm đầu cãi nhau lãnh đạo. Quý chọn lựa những người mà hay gây sự không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng qua những người này trở thành những sứ đồ rất là vĩ đại của Chúa. Tại sao vậy?
Chúa không nhìn chúng ta trong hiện tại hay trong quá khứ, mà Ngài nhìn chúng ta về cái những cái tấm lòng của chúng ta, Ngài thấy tấm lòng của chúng ta. À, thấy tấm lòng của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa không nhìn bề ngoài, nhưng mà Ngài nhìn thấy trong. Ngài chọn David không phải lúc ông ta đương làm một chuyện gì vĩ đại. Ngài chọn David lúc ông ta còn cậu bé, có 16, 17 tuổi, lúc ông ta chăn chiên, không biết, chưa lãnh đạo hay quốc trong nhà. Và Chúa chọn ông ta. À, cho nên những người nào Chúa chọn thì Ngài sẽ trang bị cho người đó và trở thành người lãnh đạo. Những người nào Chúa chọn, Ngài sẽ đưa họ vào trong những hoàn cảnh, Ngài sẽ dạy dỗ, uốn nắn người đó trở thành người lãnh đạo. Cho nên đây là một tin lành dành cho chúng ta, quý vị không phải tốt để làm lãnh đạo. Điều này không có nghĩa là chúng ta sống bê bối. Chúa chọn chúng ta, sau đó Ngài uốn nắn tỉa sửa chúng ta, Ngài kỳ vọng nơi chúng ta, Ngài đặt hy vọng vào, kỳ vọng vào trong chúng ta để chúng ta trở thành người lãnh đạo. Thì kỳ vọng đời sống đạo đức chúng ta là ăn tiếng nói chúng ta, Ngài kỳ vọng chúng ta sống không gây cho người khác chết phải. Chúa muốn điều này. À, và do đó đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn chọn một người hoàn hảo thì sẽ không tốt. À, cho nên khi mà để cho một người lãnh đạo, không phải tài năng của chúng ta là cái chuyện quan trọng. Chúng ta cần phải trao dồi tài năng chúng ta, nhưng một điều quan trọng là chúng ta gắn mình vào Chúa. À, apply in gì? Hãy nói kết mình với Chúa giống như là nhánh nho dính vào cọng nho. Khi chúng ta gần gũi Chúa, tự nhiên bản thánh của Chúa sẽ thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta gắn liền với Chúa, chúng ta không còn người lãnh đạo nóng giận nữa. Chúng ta gắn liền với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, thì bản chất của Chúa sẽ làm cho bạn đời sống chúng ta và bản chất chúng ta từ từ nó đi. Khi chúng ta lãnh đạo và lãnh đạo theo cách của Chúa, chúng ta sẽ không cảnh lãnh đạo bằng cách hà hiếp áp của người khác, mà tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta khi chúng ta trở thành tôi tớ phục vụ người khác. Chúng ta học kinh tế. À, và đây là lãnh đạo mà Chúa muốn chúng ta. À, và Chúa nói chúng ta là follow chúng ta, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Có nghĩa là quý vị có thể làm lãnh đạo được bởi vì không phải bởi quý vị, nhưng bởi Chúa làm cho qua mình. À, cho nên điểm thứ hai mà chúng ta nói đến là đó là mình không khả năng lãnh đạo. À, quay qua bên, bên anh chị có tải các máy để chúng ta làm lãnh đạo được. Amen. À, Chúa khiến chúng ta, Chúa khiến chúng ta. Amen. Thứ ba, lý do nhiều người không muốn làm lãnh đạo là bởi vì sợ hiểu lầm, sợ lên án, sợ bị khước từ và sợ bị ghét. Người lãnh đạo thường là bị nghi ngờ, bị nói xấu, bị buộc tội, cho là có động cơ xấu. À, khi chúng ta là người lãnh đạo, luôn luôn mắt cách nhìn vào chúng ta. À, cái tốt họ cũng thấy, mà họ chú ý chúng ta nhiều, cái nào họ thấy cái xấu của chúng ta luôn. À, cho nên là chuyện này không gì ngạc nhiên hết, quay qua người bên, không gì ngạc nhiên hết. À, không gì ngạc nhiên hết. À, khi chúng ta nói thẳng với họ, khi chúng ta khuyên họ, họ làm sai, chúng ta nhắc nhở họ, chắc chắn họ sẽ gọi người. Sẽ có những người thích chúng ta, những người không thích chúng ta. Khi chúng ta làm sai cái chuyện gì đó thì trên Facebook mọi người biết đó. Cái người khác người thường thì không có, nhưng mà chúng ta giúp cho lãnh đạo thì cái chuyện này nó xảy ra, người ta sẽ thấy. Nếu ai mà không thích chúng ta rồi đó, thì bao nhiêu chuyện tốt chúng ta họ không thấy, họ chỉ thấy chuyện xấu đó và họ cứ nghĩ chuyện xấu chúng ta còn. Cho nên lãnh đạo đây là cái điều mà cái giá chúng ta phải trả. Có người thì bị ghét rồi nó hành, họ chuyện không có họ dựng lên cho có mà làm lớn chuyện ra rồi vu khống rồi nó hành. Có những cái cuộc đời của người lãnh đạo là cuộc đời mà họ không phải nói chuyện chúng ta, mà chuyện con của chúng ta họ cũng nói luôn đó. Chuyện gia đình của chúng ta, ba má chúng ta thời nào cũng lôi ra luôn, nói luôn. Cho nên là người lãnh đạo đấy là con đường mà chúng ta sẽ trải nghiệm qua. Người ta buộc tội chúng ta vì tiền, người ta buộc tội chúng ta vì tình, người ta
Với người ta muốn nổi tiếng khi chúng ta giảng thì họ soi mói chúng ta coi có nhắm họ hay không. Chúng ta giảng cái gì mà lạ lạ họ chưa nghe qua thì họ chống đối, họ cho là giáo. Tất cả đều là cái việc bình thường hết, không có gì cả nhiên hết. Lãnh đạo càng giỏi nhiều chừng nào thì càng kẻ thù nhiều chừng đó. Tại sao? Bản chất của người lãnh đạo là gì? Bản chất của người lãnh đạo là dạy ra cho người ta cũng được đi. Bản chất người lãnh đạo là duy trì cái hướng đi đó mà không muốn thay đổi. Khi họ có một khái tượng, họ có một người họ muốn đi con đường đó và họ muốn người khác đi với họ và họ sẽ không thay đổi. Lãnh đạo mà biết được đó, điều đó là gì, họ sẽ không thay đổi. Có nghĩa là họ sẽ làm cho một số người không chịu, người không ưa thích. Tôi có gặp một mục sư đó, ông kể với tôi chuyện này thế này. Khi ông mới đến làm mục sư một hội thánh đó, và khi ông làm mục sư hội thánh đó thì ông sửa sang nhà thờ lại, thấy nhà thờ không thấy, ông hút bụi, ông sơ lại, ông làm mới lại. Rồi ông chỉ dời cái đàn piano từ bên này qua bên này thôi là hội thánh nổi loạn rồi. Còn vậy nên tại sao mục sư có làm gì? Chúng ta biết người lãnh đạo là thay đổi, kêu gọi người ta thay đổi. Và có nhiều người họ thích cái cũ, họ thích cái mới, chỉ đổi một chút xíu họ không chịu. Và họ quyết định với nhau để mà bỏ phiếu để ông mục sư đó tỏ đâu, chỉ một cái đàn kia đó thôi. Cho nên tôi muốn nói với chúng ta là đây là con đường mà chúng ta sẽ đi qua. Bởi vì có những người họ yêu truyền thống, họ yêu văn hóa. Và khi chúng ta là người lãnh đạo, chắc chắn sẽ có người làm chúng ta tổn thương, và chúng ta cũng sẽ làm cho người khác tổn thương. Chúng ta sẽ bị thất vọng, và có những lúc chúng ta sẽ khiến cho người khác thất vọng bởi chúng ta không làm theo ý của họ. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngày khi mà Ngài đi ra, Ngài giảng, người ta gọi Chúa đủ quỷ thì họ gọi là Chúa là Chúa quỷ. Gia đình của Ngài khi mà Ngài làm việc mà không nghỉ ngơi, không ăn uống thì họ, gia đình của Ngài gọi Ngài là điên. Ngài về quê hương của Ngài thì họ không tôn trọng Ngài, còn tìm cách xô Ngài xuống vực nữa. Cho nên lãnh đạo, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta nhìn cái người lãnh đạo là cái người noi gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không thể nào làm môn đệ ta. Cho nên chúng ta muốn trở thành người lãnh đạo hay là người môn đồ của Chúa, có đường của người lãnh đạo là vác thập tự giá. Có đường của người lãnh đạo, Phêrô nói thế này: anh em đã được kêu gọi đến điều đó. Chúng ta được kêu gọi đến điều đó. Điều gì? Đến Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một cái gương để anh em noi giống cho Ngài. Có nghĩa lãnh đạo là chúng ta noi theo dấu chân của Chúa, đi theo gương của Chúa. Làm người lãnh đạo chúng ta phải trả giá cho cuộc sống quý giá của chúng ta. Chúng ta sẽ ít có cuộc sống riêng tư, người ta sẽ đến nhà chúng ta thường xuyên. Rồi họ sẽ ăn ở trong nhà quý vị thường xuyên, quý vị họ tới nhà quý vị họ thế họ đón quý vị và kiếm vào trong bếp còn gì ăn là cho họ ăn. Có chuyện gì đó nửa đêm họ sẽ đổ gì. Cho nên cái người lãnh đạo, cái người lãnh đạo thành người mục sư đó, chúng ta giống như là nhà thương vậy đó, sẽ cứu quả. Ai kêu gọi chúng ta là chúng ta phải chạy đến. Rồi họ có chuyện gì chúng ta chứa họ trong nhà của mình. Chưa kể là chúng ta giống cảnh sát dình họ lộn xộn nhau với mọi sự. Rồi ngoài cái đó ra, chúng ta còn thấy là không được tôn trọng. Làm cái nhiều nhưng mà không được tôn trọng cái gì hết. Hỏi những người làm cái Chúa lâu năm và chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Khi mà trở thành người lãnh đạo, lúc mà mình mua xe mới, ai mua xe mới đó, thì nói ông sư ông phải sang quá, ai cũng có nhà mới là bị đó. Tôi biết một mục sư ông kể lại cái này, đó là ông ở trong hội thánh, vợ ông là chủ tiệm nail cho nên làm rất có tiền. Một ngày kia bà mua chiếc xe BMW, tín đồ bắt đầu xì xào, ông sư mua xe BMW làm gì, bà giận quá giận, bà mua một cà rá một phần 10.000 đô. Nó, tiền của tôi mua cái tiền của thánh đâu mà có gì nói. Tôi muốn nói chúng ta rằng cái lãnh đạo nó sẽ đủ thứ chuyện xảy ra hết. Amen không? Cho nên nếu quý vị, tôi muốn báo trước chúng ta đây là con đường chúng ta đi. Chúng ta muốn hầu về Chúa
chúng ta phải một con đường chúng ta phải là trả giá. Chúng ta sẽ được một số người khen ngợi, chúng bị một số người chỉ trích. Không phải chỉ chúng ta không nữa, mà gia đình của chúng ta, trong khi vợ con chúng ta cũng sẽ, chồng của chúng ta cũng sẽ bị đói. Nó là vợ mục sư như vậy, hay là con mục sư giống vậy, là đây là nhân sự của thánh, đây là lãnh đạo thánh mà như vậy, hay con họ như vậy, chúng ta sẽ bị những điều đó. Quay về người mình cũng không gì cả gì hết. Lãnh đạo là một sự kêu gọi làm một công việc cao thượng, một công việc cao cả. Chúng lãnh đạo là cái người chúng ta dẫn một người ta từ trong súng tối tăm đưa vào trong vương quốc sáng láng. Lãnh đạo là chúng ta vứt những người từ trong quyền lực của ma quỷ và đưa họ vào trong nước sáng láng trên thiên đàng. Lãnh đạo là đem những người từ trong đau khổ và dẫn họ vào trong hạnh phúc. Và nếu chúng ta nhìn vào những cái đau khổ, những cái giá chúng ta trả, chúng ta sẽ không thể nào làm được vậy. Chúa Giêsu khi mà Ngài xuống thế gian này, Ngài không nhìn cái đau khổ, cái giá Ngài trả, nhưng mà Ngài ngước mắt nhìn tới những con người bị mất sẽ được hạnh phúc. Ngài nhìn tới phía trước là những con người mà ở trong mấy lâu nay ở trong quyền lực của ma quỷ, nhưng mà sau khi mà Ngài bị đóng đinh, Ngài chết và Ngài sống lại thì những ai kêu cầu đến Ngài được cứu? Chứ người lãnh đạo là cái người mà chúng ta sẵn sàng trả giá để chi? Để nhiều người qua chúng ta đời sống của chúng ta được cứu, qua đời sống chúng ta nhìn họ thay đổi. Cho nên họ có nói gì chúng ta, ngay cả những người mà chúng ta đối xử tốt với họ chăng nữa, mà chúng ta tiếp đón họ, chúng ta làm gì cho họ tốt chăng nữa, thì họ có thể nói xấu về chúng ta, thì nó quan trọng. Amen không? Không quan trọng. Không quan trọng. Đối với nó thì quan trọng. Và đó là cái điều, cái giá mà chúng ta cần phải trả để trở thành một người lãnh đạo. Lý do thứ tư là nhiều người không muốn mình và gia đình bị tổn thương. Hồi nãy là cá nhân chúng ta, bây giờ tới là bị tổn thương. Hồi nãy không bị khước từ, bị ruồng bỏ, bị ghét. Bây giờ bị tổn thương. Có nhiều người làm lãnh đạo bị tổn thương một cách khủng khiếp và trải nghiệm cay đắng trong chức vụ bởi những người lãnh đạo ở dưới mình. Một số người đóng đinh những người lãnh đạo của mình. Con số mục sư dẫn dắt một số người dễ ngồi lên làm phụ tá, và họ không đồng ý ý kiến mục sư. Họ rủ ban chấp hành hội thánh lại bàn với nhau, và cuối cùng ông mục sư đi hội đê trở về thì hội thánh là quyết quyết là không cần cần mục sư. Tổn thương không? Gia đình họ tổn thương không? Đó là sao một số con cái của mục sư họ không muốn làm mục sư, mặc dù họ được kêu gọi. Tôi chia sẻ cho hội thánh chúng ta ở đây và những người trên online để chúng ta hiểu được điều này, đó là tại sao nó quan trọng. Là bởi vì nếu chúng ta không có một mục đích, được sự kêu gọi về điều này, chúng ta không hướng về Chúa, chúng ta sẽ không làm được điều này. Không phải như mục sư chịu trả giá, hay những người hầu vì Chúa, nhân sự chịu trả giá, mà con cái họ thì cũng phải trả giá. Chúng nói khi chúng ta đi về nhà, chúng ta bây giờ ăn cơm, ai đến đội của điện thoại, chúng ta bỏ ăn, ta chạy đến tiếp tục. Đáng nhẽ bây giờ ăn cơm, ai có gọi cuốn thoại gì đâu đó ở nước ngoài gọi đến để giúp đỡ, chúng ta bỏ ăn qua bên để giúp đỡ. Và có những người bị tín đồ chế giễu, bị làm nhục, và ngay cả những mục sư mà tôi biết được, chính những người họ nâng đỡ từ lúc chưa tin Chúa, nâng đỡ từ lúc họ nghiện ngập, và sau khi tin Chúa xong rồi, chính bị những người này làm sao. Cho nên những người lãnh đạo thế gian này, theo kết tục này, thì họ lãnh đạo để họ được tiền, họ được quyền, họ được khen ngợi, họ được cao trọng, được đi đâu ta tiếp đón. Nhưng mà những lãnh đạo như kiểu này thì họ chỉ được những gì mà đời này mà thôi. Nhưng mà những người lãnh đạo mà của Chúa, những người lãnh đạo mà phục vụ Chúa, là những người nhắm đến không phải phần thưởng đời này, mà phần thưởng ở trên trời, phần thưởng mà không hư đi, không phai tàn, phần thưởng mà Chúa hứa với họ một ngày nào đó họ gặp Chúa và Chúa khen họ là đầy tớ ngay lành trung tính, con giỏi lắm,
hãy đến nhận lấy phần thưởng của con. Cho nên rất xứng đáng để chúng ta trả giá theo Chúa, xứng đáng để chúng ta khi dầu cho người ta buộc tội chúng ta, nhưng mà mỗi cái đều có cái giá của nó thật. Cố thứ nhất đoạn 9 câu 25 tới đây, mỗi lực sĩ đều theo quy luật khắc khe đủ mọi thứ họ chịu để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như vậy để nhận được mão hoa chiến thắng không phải tàn. Người đời họ mong muốn là được giống như Olympic mà ngày xưa họ có đó, họ có một cái mão hoa bằng hoa và treo lên đầu giống như một cái hương miệng trên đầu, rồi vài ba ngày sau thì cái hoa nó tàn, được ta vỗ tay xong rồi không ai nhớ hết. Nhưng mà những người nào mà hầu về Chúa thì Chúa cho một cái vương miện, và vương miện này không bao giờ phải tàn tạ, và công của họ được ghi đến trong sách của Chúa. Những người hầu về Chúa, Chúa luôn luôn nhớ đến họ trong lúc mà họ gặp khó khăn, Chúa luôn luôn nhớ đến họ, con cái của họ. Hãy nhớ đến vua David Kinh Thánh rất nhiều lần nhắc lại, bởi vì giao ước của Ngài với David cho Ngài nhớ đến dòng dõi những ông vua nào mà không vâng lời Chúa, hay dân sơ không vâng lời Chúa. Chúa nhớ đến David, Chúa nhớ đến Abraham, đến Sát Lệ. Cho nên hãy nhớ là khi mà chúng ta trở thành người lãnh đạo, chúng ta hầu về Chúa, thì dẫu có những lúc chúng ta chịu khổ thiệt, nhưng mà Chúa luôn luôn nhớ những công khó của ta. Và vì chúng ta cho nên những lúc mà chúng ta gặp khó khăn, những hoàn nạn, Chúa nhớ chúng ta, Chúa binh vực chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta. Và ngay cả khi những ai là thù nghịch chúng ta, Chúa sẽ xử họ thay chúng ta. Và không kể như đó, con cái chúng ta dẫu nó xa Chúa, nó cũng quên Chúa, nhưng vì chúng ta nhớ đến những đứa con đó và Ngài ban phước của chúng ta. Tôi muốn nói với chúng ta rằng hãy nhìn xem, nếu không có những người đi truyền giáo đến Việt Nam, làm sao tin lành được đến Việt Nam? Chúng ta nhìn xem, nếu những người không đi truyền giáo cho ông bà cha mẹ chúng ta, giờ này chúng ta ở đâu? Nếu không có những người mà đến nói về Chúa Giêsu cho chúng ta ngày hôm nay, chúng ta như thế nào và gia đình của chúng ta như thế nào, cha mẹ chúng ta như thế nào? Những quyền lợi mà chúng ta nhận được ngày hôm nay là bởi vì một ai đó đã trả giá để chúng ta được ngày hôm nay, đúng không ạ? Hãy nhìn xem, nếu mà không có ai nhắc nhở chúng ta khi chúng ta sai, hay nhắc nhở chúng ta khi chúng ta xa nhà Chúa, không có người nhắc nhở chúng ta, chúng ta tưởng tượng ngày hôm nay mình như thế nào, gia đình mình sẽ nào, cuộc đời mình đi cũng có xong. Cho nên đừng nhìn về những gì mà chúng ta phải trả giá mà chúng ta không hầu về Chúa. Hãy bước ra là người lãnh đạo, nhưng hãy nhìn những cái cuộc đời xung quanh chúng ta, họ đang chờ chúng ta. Những người mất đang chờ chúng ta. Nếu không có tiên tri Nathan đến khuyên David khi ông phạm tội tại dân, thì ngày hôm nay chúng ta biết gì về đấy? Chẳng có gì cả. Cho nên khuyến khích chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải không nhìn vào nỗi đau mà mình phải chịu, không nhìn nỗi đau người khác và mình cứ từ để không bước vào trong lãnh đạo, nhưng hãy nhìn về những cuộc đời và Chúa sử dụng mình để thay đổi. Nhớ là những gì những người mà Chúa đã dùng mình đã thay đổi qua, và nhìn tới phía trước những điều mà Chúa muốn chúng ta làm trong thế hệ của mình, và đồng thời phần thưởng mà Chúa sẽ dành cho chúng ta trở nên được phấn khích, chúng ta sẽ vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Nếu lỡ như chúng ta có những người mà lãnh đạo độc tài và thủ đoạn, và do đó chúng ta không biết hầu Chúa, tôi xin thưa chúng ta là đáng buồn có những trường hợp này xảy ra. Nhưng mà hãy nhớ rằng đó là con người đó, ai cũng bất toàn cả, đúng không ạ? Không ai là hoàn toàn cả. Cho nên mặc dù họ là người của Chúa, nhưng họ chỉ là con người thôi. Cho nên họ không thể nào hoàn toàn, chỉ có Chúa Giêsu mới hoàn toàn thôi. Cho nên họ không có hoàn toàn, do đó Chúa muốn chúng ta phục vụ họ, và miễn làm sao công việc của Chúa được đi tới và có kết quả. Một số người không thích làm lãnh đạo bởi vì trong hội thánh có chính trị, trong hội thánh bầu cử và có những cái chuyện xung đột, hội thánh họ không muốn làm lãnh đạo. Nhưng mà tôi sẽ thưa với chúng ta rằng chúng ta hãy nhớ rằng
Trước kia chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phục vụ con người. Chúng ta làm việc với con người, chung với con người. Nhưng mà chúng ta phục vụ ai? Phục vụ Chúa. Chứ đó chúng ta cầm cái ly nước cho anh em của mình cũng là phục vụ Chúa rồi. Và không mất phần thưởng. Chứ đó chúng ta không cần biết cái người đó như thế nào. Nhưng mà chúng ta vẫn vui lòng phục vụ. Bởi vì chúng ta nhận biết là chúng ta trả ơn Chúa bằng cách này. Chúng ta trả ơn Chúa bằng cách này. Cho nên là hãy cầu nguyện cho người lãnh đạo, nếu họ có điều gì sai thì Chúa sẽ dạy họ, Chúa sẽ xử họ, nhưng không phải là chúng ta. Nếu họ sai, Chúa sẽ dời họ đi giống như Chúa dời Sao-lơ và thế bằng Đa-vít là vua. Hê-bơ-rơ 12 câu 2 câu 3 thế này: hãy chú tâm hướng về Đức Giê-xu là tác giả và hoàn thành của đức tin, vì niềm vui mừng trước mặt Ngài chịu đựng thập giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngay của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghiệm đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế, để anh chị em khỏi mệt mỏi và ngã lòng. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu đối diện với thập tự giá, khi đối diện với chiêu chống đối, Ngài đối diện bị đánh đập, Ngài không nhìn các điều mà Ngài đang có, mà Ngài nhìn tới điều gì? Ngài nhìn tới phía trước là những cái niềm vui trước mặt Ngài, đó là Ngài cứu được nhiều người. Và bởi vì như vậy, Chúa Giêsu được ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và ai kêu cầu trên danh Ngài thì được cứu. Cho nên chúng ta nhìn vào gương này. Khi chúng ta bị chống đối, bị khó khăn, chúng ta sẽ không mệt mỏi, không ngã lòng. Thứ năm, lý do mà không trở thành lãnh đạo, hầu hết chúng ta mang tính ích kỷ, cho nên không trở thành lãnh đạo được. Phần đông con người chúng ta thích quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta vui mừng vì Chúa cứu mình, hạnh phúc vì mỗi lần Thánh Chúa thăm viếng mình, cảm thấy mình được tôn trọng, được thành công, thịnh vượng, cho nên không quan tâm đến người khác. Và khi mà chúng ta nói rằng tôi ổn rồi, một sự tốt rồi, gia đình tôi có, tôi làm có lương, có tiền rồi, tôi tất cả mọi sự tốt, và chúng ta không làm gì cả, đó là chuyện. Quý vị ông tin lành là hy sinh cho mình. Tin lành sẽ bị tin lành và tin mừng là bởi vì cuộc ai đó hy sinh một điều gì đó để chúng ta được tin. Chúa Giêsu hy sinh để chúng ta được cứu, để chúng ta kêu cầu cho Ngài được cứu. Chúng ta được cứu là bởi vì một ai đó hy sinh thì giờ của họ, họ cầu nguyện chúng ta, họ đến nói về Chúa chúng ta, chúng ta được cứu. Chúng ta được ngày hôm nay bởi vì anh em mục sư người đó nhắc nhở chúng ta, chia sẻ lời Chúa cho chúng ta được cầu. Tin lành là hy sinh. Tình yêu mà không có sự hy sinh, tình yêu đó là vô giá trị. Chỉ cho mình thôi. Tình yêu phải có sự hy sinh. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta thương con mình sẽ làm gì tất cả mọi thứ để mình cho con cái mình tốt hết. Đó là sự hy sinh. Cho nên hầu hết chúng ta mang tính ích kỷ, chúng ta nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình mình. Nhưng nếu như chúng ta muốn trở thành người lãnh đạo, chúng ta phải chịu huấn luyện, chịu học tập, chúng ta cần phải tham gia những buổi nhóm và nhìn nơi người khác như thế nào để chúng ta làm theo. Nhìn nơi người nào mà hướng dẫn thờ phượng, chúng ta muốn cả hướng dẫn thờ phượng, nhìn nơi người đó hướng dẫn như thế phượng, mình học hướng dẫn thờ phượng. Nhìn người nào mà hướng dẫn trong tổ tế bào để chúng ta hướng dẫn tế bào. Nhìn vào một sư giảng hay người này hướng dẫn cái gì đó để học cách về mốt mình chia sẻ lời Chúa cho người khác. Chúng ta cần phải trả giá để cho điều này. Nếu Chúa Giêsu không xuống thế gian này, Ngài không nằm trong chuồng chiên máng cỏ, thì giờ này chúng ta ở đâu? Và chúng ta sẽ đi về đâu? Phải hồi nữa là đời không? Nếu Chúa Giêsu mà Ngài không chết và sống lại, không trả giá để chết rồi Ngài sống lại, chúng ta sẽ không được cứu. Chúng ta không được có sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa, có những người đã rời xa quê hương của họ, họ giảng tin lành. Có những người dành thời gian của chúng ta. Quý vị không muốn giảng tin lành cho người ta, quý vị có tốn kém lắm. Có những người quý vị không mời họ về nhà ăn nhiều lần. Ăn nhiều lần chưa chắc có tin Chúa. Đúng không? Có những người tôi tốn dẫn đi ăn nhà hàng nhiều lần nhưng mà không thấy thay đổi. Nhưng không gì vậy mà thốt ra. Lúc mà tôi còn là lo cho thanh niên trước đây, tôi dẫn với đứa nhỏ không biết tốn bao nhiêu tiền. Nhưng giờ này tôi nói đâu nó có đây. Có phải như vậy mà tôi không làm không? Đó. Giờ tôi khuyến khích chúng ta trong ngày hôm nay. Hãy sống cao thượng.
hay sống cao thượng, với cuộc đời chúng ta là được sự kêu gọi cao cả, sự kêu gọi thiên thượng. Cho nên là xin Chúa giúp chúng ta trong cái điều này. Điều thứ sáu là công việc hầu của Chúa, lý do người ta không hầu Chúa, công việc của Chúa không được đánh giá cao, nhưng trả lương thì rất thấp. Công việc hầu của Chúa thì được đánh giá cao, không được đánh giá cao. Người ta khen ngợi người này là bác sĩ, người kia là bác sĩ, còn một sư là một sư. Một sư có tiền không? Cho nên không ai muốn làm sư đâu. Và con của một sư nhìn thấy cha mẹ của mình đó là thiếu thốn tiền bạc, cho nên không muốn làm một sư. Ngay cả những đứa được gọi là một sư hầu Chúa như bây giờ. Tôi biết rất là nhiều người mà ai tin theo Chúa nhiều năm sẽ biết rất nhiều người muốn hầu Chúa làm một sư, nhưng không có. Thì cứ một người sư quen biết của tôi và kể tôi chính thế này, là khi ở tại Việt Nam nha, tới tháng mà trạm đưa lương cho một sư thì ông khu quỷ không ưa người một sư, cho nên tới tháng đưa tiền ông trốn không chịu ra mặt, và vợ một sư mới đi kêu người đến, kêu con mình đến gặp, và người một sư quen cũng đã đến học trốn trong nhà, ông không có nhà. Nhưng mà trước khi đến nghe tiếng ông đọc chúng ta coi trọng nghề nghiệp bên ngoài, chúng ta đều muốn được có lương cao, nhưng những người hầu vị Chúa thì chúng ta không coi cái chuyện đó là cao quý, và chúng ta khen họ bởi vì họ sống với đức tin. Và chúng ta thấy họ sống bên trên thì chúng ta họ cũng sẽ sống bên trên, nhưng mà không ảnh gì giờ bóng không được. Tôi đọc những thông báo hôm nay tôi chia sẻ, chúng ta tôi chia sẻ thật cho chúng ta biết để chúng ta hiểu được lý do tôi chia sẻ chúng ta điều này. Chúng ta muốn làm một việc trái ngược để mai mốt con cháu chúng ta nó muốn hầu Chúa, nó muốn hầu Chúa và nó sẵn sàng hầu Chúa. Có những nơi mời một sư đến thì tìm một sư đó có một cấp cao, vợ một sư phải giỏi, đồng thời có mấy đứa con, trả lương một người nhưng mà làm việc 4-5 người bốc lột thánh bốc lột. Còn mình làm cho chủ, và chủ mà không lên lương mình là mình quạo rồi. Chúng ta cần nhìn thấy điều này để làm gì? Tháng 3 năm 22, theo thống kê của Bana Group, có 42% mục sư có ý định thật sự rời Chúa. Còn thế hệ trẻ, không có đứa nào muốn hầu vị Chúa cả. Bởi vì sao? Làm ngoài có tiền nhiều hơn. Lý do mà hậu thánh của Chúa dám đi thế hệ trẻ là tại sao thì chúng ta không có đầu tư vào những mục sư thanh niên? Tại sao không đầu tư vào thanh niên được? Bởi vì không có tiền. Con cái Chúa họ sẽ đầu tư vào cho họ nhà cửa, xe cộ, đi holiday vân vân. Nhưng không đầu tư vào hội thánh của Chúa, là nơi một nơi duy nhất trên thế gian này có thể thay đổi cuộc đời họ. Hội thánh là nơi duy nhất trên thế gian này để đem người ta từ cái chỗ mà hư mất dẫn đến sự sống đời đời. Hội thánh là chỗ duy nhất có thể đem gia đình từ lộn xộn cho đời hạnh phúc. Hội thánh là chỗ duy nhất khiến cho những con cái chúng ta, những đứa mà bất trị, có thể được thay đổi và trở thành người có giá trị. Nhưng mà chúng ta đầu tư sai chỗ. Cho nên khi mà nói đến dân hiến thì chúng ta sẽ lầm lòng, bởi sao chúng ta không nhìn thấy giá trị của việc đó. Cho nên đó tại sao mà chúng thấy rất nhiều nhà thờ ngày hôm nay là bây giờ nó trở thành là cái nơi mà không có chỗ du lịch đó, những bảo tàng ta lịch. Tại sao vậy? Không nhìn thấy giá trị của công việc hội thánh, giá trị của những hội Chúa. Do đó tôi muốn hội thánh của chúng ta nhìn thấy những điều này. À, có
Có những chuyện ngược lại, có những người mục sư là những người hội thánh lớn ăn uống sung sướng, trong khi những người độc lao của mình thì thiếu thốn. Họ thì ăn đủ ngày. Lý do tôi chia sẻ chúng ta điều này, tôi muốn hội thánh chúng ta là bắt đầu hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng ta thay đổi văn hóa tài hại này. Chúng ta muốn những ai hầu về Chúa, họ được những cái phần thưởng, được những dự phần xứng đáng với công của họ. Để một mai khi tôi không còn ở tại đây nữa, tôi không nói điều này bởi vì tôi cùng lương, tôi nào giờ tôi sống, tôi thỏa lòng, tôi Chúa luôn cung cấp. Tôi muốn những ai bước vào trong hội thánh chúng ta, con cháu mình bước vào hội thánh chúng ta, nó phục vụ Chúa, nó là một sư thanh niên, hay biết là nó lo thanh niên, thì nó không phải bỏ hết tiền túi của nó ra và nó nhịn ăn để mà nó dẫn thanh niên, giống như tôi trước đây. Tôi lúc trước đây tôi nhịn ăn không có tiền để tôi để đặt ăn. Cho nên tôi muốn làm một cái cuộc gọi là các bạn. Xin chúng ta nhìn vào điều này. Bắt đầu hôm nay đã đánh giá cao sự học của Chúa. Đánh giá cao những câu tới Chúa, học của Chúa. Cao Chúa trong những tháng qua, cô nhìn thấy được tấm lòng rộng rãi cô dân Chúa khi có những mục sư nào xa, những giáo sĩ nào đến, cái gì giúp đỡ họ. Cái gì rất rộng rãi họ. Tôi cao Chúa. Nhưng mà chúng ta phải làm sao hơn, cao hơn gì đó, đúng không ạ? Chúng ta phải làm hơn nữa. Hội thánh là chỗ duy nhất chúng ta có thể thay đổi cộng đồng, thay đổi đời sống con người. Tiếp theo nhất đoạn 5 câu 17, câu 18 thế này. Những trưởng lão khéo quản trị phải được xem là đáng kính nể bội phận. Đặc biệt là những người lao khổ trong lời Chúa và sự dạy dỗ. Vì Kinh Thánh dạy người, ngươi chẳng nên khốc miệng con bò đang khi nó đập lúa, và người làm công xứng đáng với thù lao của mình. Bắt đầu 21 ngày sau hầu của Chúa không phải chúng ta nên đối xử tốt với họ. Cảm ơn những người dạy con cái của chúng ta. Cảm ơn những người hướng dẫn tổ tế bào của chúng ta, hướng dẫn phụ hội phụ nữ, nhóm phụ nữ của chúng ta. Cảm ơn họ. Ok. Lý do thứ bảy là không có người dìu dắt hay là hướng dẫn họ. Bất cứ một đội đá banh nào đều có những nhà dìu dắt hay những người huấn luyện viên. Bất cứ một học sinh nào giỏi, không phải tự nhiên họ giỏi, đều có một thầy kèm họ. Bất cứ một ai thành công đều có những người nào đó chia sẻ kinh nghiệm cho người đó. Những người nào thành công sớm là bởi vì họ có những thầy dạy họ sớm. Thế nhưng bỏ đầu tư vào giúp đỡ họ. Và có những người chịu học đi theo để mà học hỏi. Nếu như cuộc đời chúng ta có những người mà hướng dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ rất là tốt. Những người giúp đỡ chúng ta, khi chúng ta mới tin Chúa, có những người giúp đỡ chúng ta, hướng dẫn gia đình của chúng ta, thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc rất là nhiều. Để có những người giúp đỡ chúng ta. Và do đó chúng ta cần có những người giúp đỡ này. Và những người cần, những người mà phục vụ Chúa trong hội thánh cũng cần biết là mình phải là người giúp đỡ người khác. Do đó khi mà chúng ta thấy những ai mới đến trong hội thánh chúng ta cần nhìn thấy và chúng ta quan tâm họ. Những ai mới tin nhận Chúa, chúng ta cần quan tâm đến họ, mời họ về nhà, đuổi họ ăn, dẫn họ đi cà phê, cần quan tâm, cần chăm sóc như thế. Bởi vì sao? Ai trong chúng ta cũng được thiếu tình thương cả. Tôi xin thưa với chúng ta, dù người nào giàu cách mấy cái chăng nữa, họ cũng cần tình thương. Và ngay cả người vợ mà được ông chồng thương nhất vẫn muốn nghe ông chồng nói là anh đi về, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều thiếu thốn tình thương, mà chúng ta cần có những người bày tỏ tình thương của chúng ta. Ngoài do đó, chúng ta cần một cái môi trường, nơi mà có những người được hướng dẫn, nơi có những người mà được chăm sóc, nơi những người họ đến họ cảm nhận được có tình yêu thương, họ được cảm thấy họ quan trọng, họ cảm thấy có giá trị. Và chúng ta cần có thời gian để làm này. Trong hội thánh chúng ta đây, tôi nể em gái tôi là có thể nói chuyện và nó giao tiếp và cái bằng thông minh. Tôi không được cái chuyện này. Tôi phải học nó. Nhưng mà tôi muốn nói chúng ta là gì? Chúng ta phải là cái gì đó 500 thu hút người ta.
cái đời sống chúng ta ảnh hưởng người khác đúng không? Nên tìm một ai đó để chúng ta ảnh hưởng, vây vân vây vân, tìm một ai đó ảnh hưởng. đừng có nói chồng là anh ảnh hưởng em đủ rồi nha. Anh tìm ai đó ngoài gia đình mình, vợ chồng mình, người nào đó ở trong hộ thánh của cộng đồng là đến ảnh hưởng anh em. Cho nên là tại lý do mà chúng ta nói đến, lý do thứ nhất là chúng ta nói đến là cái gì trong tài chương trình, cái là gì thật lên không biết mà là người lãnh đạo. Và thứ hai là nghĩ mình không có khả năng lãnh đạo. Và thứ ba họ sợ bị khước từ, bị hiểu lầm, bị ruồng bỏ, bị tổn thương. Rồi thứ tư không sao, họ muốn gia đình mình dân bị tổn thương, bị giáp phạm. Ok, thứ năm ích kỷ, không muốn hy sinh, không muốn trả giá. Và thứ sáu hầu với Chúa thì không được đánh giá cao, nhưng mà thù lao thì thấp thấp. Ok, thứ bảy là chúng ta không có người điều danh. Và thứ chín giúp cho hội thánh chúng ta nhìn amen, để trong những ngày kế tiếp chúng ta sẽ làm được khác biệt trong thế hệ của mình. Chúng ta đứng lên cầu. Chưa Ngài cứu chúng con, Ngài chọn chúng con. Chúng con chọn Ngài, Ngài chọn chúng con, Ngài lỗi chúng con, Ngài chọn chúng con. Từ trước buổi sáng thế, Ngài có một chương trình dành cho cuộc đời chúng con. Chương trình bình an, thịnh vượng, không phải tai họa. Chương trình cho con một tương lai đầy hy vọng. Ngài tạo dựng nên chúng con, và chúng con trở thành một tác phẩm trong tay của Ngài. Và Ngài đã chuẩn bị sẵn để làm mọi việc lành mà Ngài đã chuẩn bị chúng con, để chúng con theo đó chúng con tiến hành. Con cầu nguyện cho hôm nay mọi người chúng con nhìn thấy rằng Chúa cứu chúng con, và Ngài muốn chúng con trở thành những người lãnh đạo. Bắt đầu có thể là những người phục vụ, là những nhân sự trong một thánh. Và để rồi chúng con từ từ chúng con trở thành những người nhân sự, chúng con trở thành những người lãnh đạo trong một thánh. Giúp chúng con trở thành những người để chúng con nhìn thấy, chúng con thấy là chúng con cần phải chăm sóc, quan tâm, ảnh hưởng những người xung quanh mình. Cho ơi, trong buổi sáng nay con cầu nguyện lời này của Ngài thấm vào trong lòng các con, thấm vào trong lòng chúng con. Ở đây chúng con có rất nhiều người chưa biết đến Chúa. Ở đây chúng con có nhiều người không biết, họ đang gặp đau khổ và không biết yêu cầu ai đi được Chúa, và ai sẽ đi ra nói về Chúa cho họ, ai đi ra dẫn dắt những người này tin nhận Ngài. Và cùng ngày hôm nay bắt đầu chúng con ý thức là chúng con của Chúa cứu để chúng con thành người lãnh đạo của Chúa. Chúng cầu nguyện chúng ta hôm nay, và nếu ai Chúa tác động trong lòng chúng ta như này, và chúng ta bắt đầu muốn khởi sự, nói là Chúa ơi, con muốn học việc này, con bước vai trò của người nhân sự, bước vai trò của người lãnh đạo, để con trở thành một người mà đem đến điều tốt đẹp, đem đến ảnh hưởng, đem đến sự cứu rỗi cho người khác. Hãy giơ tay lên và tôi xin cầu nguyện chúng ta. Đừng nhìn qua người khác, chỉ mình với Chúa thôi. Những ai trên online của mình, chúng ta giơ tay lên với Chúa, và tại chỗ chúng ta với Chúa, và giơ tay lên với Chúa, hãy xin anh con. Trời ơi, con cầu nguyện này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Mình nhìn thấy anh em chúng con ở tại đây, anh chị em chúng con ở đây, và họ muốn tận hiến cuộc đời mình cho Ngài. Họ nhìn thấy được cái sự quý giá về sự kêu gọi phục vụ Đức Chúa Trời là đấng chí cao ở trên thiên đàng. Họ biết được cái sự kêu gọi thiên thượng Ngài dành sẵn cho họ. Họ sẽ không sợ hãi trước những sự khó khăn, họ không sợ hãi bị buồn bỏ, bị coi thường. Họ không sợ hãi bị tổn thương, họ không sợ hãi bị người khác nói hành, nói xấu họ. Nhưng họ vui mừng bởi vì họ biết được rằng họ đang làm công việc cao cả mà không một ông vua nào trên đất này hay là một tổng thống nào trên đất này sẽ làm việc đó.
Thì công việc này công việc đem người ta từ nơi vứt người ta, cứu người ta từ trong hồ lửa đời đời vào trong thiên đàng vĩnh cửu. Có cầu nguyện cho chúng con nhìn thấy điều này để không ai trong chúng con nản lòng, không ai chúng con thất vọng, không ai chúng con bỏ cuộc quá sớm. Mình không nhìn vào Chúa Giêsu và tội rễ và cuối cùng vô địch trên chúng con. Thưa Cha, có cầu nguyện như này để con nhìn thấy tại nơi đây từ hội thánh chúng con cho nhiều người được bước ra, được nhiều người được dấy lên, nhiều người rời khỏi chỗ êm ấm của mình và họ dấn thân đi ra hầu việc Ngài và là bước ra chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác, đặt tay cho người bệnh để thấy được người bệnh được lành. Cầu nguyện cho những người trong đau khổ và Chúa ơi, qua những điều này, thưa Chúa, sẽ nhiều người viết lên danh Ngài. Có biết Chúa sắp sửa trở lại rất là gần và chúng con cần làm điều này cách rất cấp tốc. Xin hãy giúp chúng con cảm Ngài. Có cầu nguyện khi họ bắt đầu bước ra hầu vì Chúa, họ bước ra hy sinh giống như bệnh chứng cô Hồng lúc nãy khi mà em quyết định nghỉ ngày Chủ nhật, thì Chúa ơi, họ cảm thấy bình an, vui tỏ và cảm thấy mọi sự chu cấp đều được chu cấp bởi Ngài. Con cầu nguyện này, con nhìn thấy rằng khi chúng con nhìn được những công việc cao trọng mà Chúa gọi cho con, thì chúng con sẽ thấy được sự bảo vệ của Chúa, sự chu cấp của Chúa và phần thưởng của Chúa dành cho chúng con cảm Ngài. Và con dâng họ trong tay của Chúa và nhân danh Chúa Giêsu Christ, tất cả công việc nào của ma quỷ nổi lên nghịch cùng họ, tất cả những kế hoạch nào, tất cả những mưu trước nào, tất cả những cái hoạn nạn, tất cả những sự cám dỗ nào của người đang nghịch cùng dân sự của Chúa, đồng quỷ phá tất cả điều này trong danh của Chúa và đồng truyền người rời khỏi chỗ công việc của các ngươi đang làm. Và nhân danh Chúa Giêsu bắt đầu tuyên bố rồi, hôm nay dân sự của Chúa, những con dân của Chúa hôm nay họ sẽ khao khát học tập để làm sao trở người lãnh đạo và không chỉ người lãnh đạo bình thường, nhưng mà trở thành người lãnh đạo thật tốt. Còn cảm ơn Ngài, chúng con sẽ cất từ tất cả những cái lối suy nghĩ là mình không thể làm người lãnh đạo được, mình không khả năng và đời sống mình có những sâu xa. Nhân danh Chúa Giêsu, tất cả tư tưởng mình sẽ không còn trong tâm trí của họ được, và họ nhận biết rằng chính Chúa khiến họ trở thành những người lãnh đạo vĩ đại, không phải bởi họ làm nhưng mà chính Ngài làm trong họ và là Ngài làm qua họ. Còn cảm ơn Chúa, con dâng tất cả câu chuyện của tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.